5 bước đơn giản để bạn thoát khỏi một ẩn vật đặc biệt, đó là điều số 5. Đầu tiên nhé, là các bạn làm sạch da với hai bước là tẩy trang và sữa rửa mặt vào buổi tối. Và với những cái bạn make up ý, hoặc là tiếp xúc với nhiều bụi bẩn ấy, thì chúng ta nên sử dụng sáp tẩy trang hoặc là dầu tẩy trang ấy, chúng ta nên nhũ hóa hoàn toàn để làm sạch da. Còn những bạn ví dụ như là da yếu này, nhạy cảm này, dễ lên mụn ấy, thì các bạn có thể sử dụng những cái nước tẩy trang dành cho da nhạy cảm ấy. Và lưu ý là chúng ta nên tránh để sót những cái vùng da, ví dụ như là vùng chân tóc này, vùng mang tai này, vùng quai hàm này, những cái vùng này rất là dễ lên mụn nha. Thứ hai đó là chúng ta nên đắp mặt nạ đất sét để lấy hút đi những cái dầu thừa và bã nhờn trên da, chúng ta nên sử dụng một tuần một lần nhé. Thứ ba đó là các bạn nếu mà các bạn bị mụn ẩn ấy, thì các bạn nên bổ sung tẩy tế bào chết chứa BHA chẳng hạn, chúng ta sử dụng một tuần 1 đến 2 lần để trên da thì nó sẽ loại bỏ đi những cái tế bào chết không, thì da của chúng ta sẽ không bị mụn ẩn nữa. Thứ tư đó là chúng ta nên cấp ẩm đầy đủ nhé. Nhiều bạn bỏ qua cái bước này bởi vì nghĩ là da dầu này thì không cần phải cấp ẩm, nhưng mà khi mà da quá khô á thì nó sẽ tiết ra nhiều dầu nhờn hơn, và các lớp tế bào sừng này, tế bào chết ở trên da thì nó sẽ không bị đào thải một cách bình thường và nó sẽ làm bít tắc lỗ chân lông nhiều hơn. Nên là cái việc bổ sung dưỡng ẩm thì cực kỳ quan trọng nha các bạn. Thứ năm đó là chúng ta loại bỏ tất cả những sản phẩm gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn nhé. Ví dụ như là các loại kem chống nắng mà gây bít tắc ở trên da, nó rất là dễ lên mụn. Hoặc là rất là nhiều bạn sử dụng những cái kem dưỡng ẩm mà cái kết cấu của nó là quá đặc ấy, thì nó cũng sẽ rất là dễ bị lên mụn. Cho nên nếu mà chúng ta thấy bí da, sử dụng cái gì mà bí da, chúng ta nên chuyển qua những cái dòng sản phẩm khác để da của chúng ta luôn được đầy đủ ẩm và luôn thông thoáng ở trên da nhé.